Chúng ta thường nói xã hội ngày nay những người theo đầu tư vào lĩnh vực này rất đông, như phim ảnh, truyền hình, truyền thanh, báo, tạp chí, đầu tư vào lĩnh vực này rất đông. Họ có quyền xuất bản. Có quyền biểu diễn. Nhưng chúng ta có quyền không xem. Quý vị không thể kéo chúng tôi đi. Chúng tôi có quyền không tham dự, không xem, không nghe quý vị. Tôi có quyền ngày nào cũng ở nhà đọc kinh Phật, cùng làm bạn với cổ nhân. Đây là cách biết bảo vệ bản thân. Kiên quyết bỏ. Đây là trợ duyên rất quan trọng. Tại sao? Buông bỏ được lòng tham muốn. Không còn lòng tham muốn thì đã giảm đi 80% phiền não. Nên biết 80% phiền não xuất phát từ lòng tham. Nếu cắt được lòng tham thì giảm được 80%.